vén màn bí mật thế giới Playboy, những bữa tiệc ma túy thác loạn trước khi quan hệ tình dục. Việc sử dụng ma túy được cho là tràn lan tại các dinh thự của ông trùm Playboy Hugh Hefner ở Chicago và Los Angeles. Ông trùm lôi kéo những người xung quanh để tạo ra một môi trường nguy hiểm dẫn đến bản án hình sự, cái chết của nữ thư ký Bobbi Einstein, 34 tuổi. Không lâu trước khi Bobbi Einstein qua đời, Hugh Hefner và Playboy đã phải đối mặt với bi kịch nàng thỏ Bunny Andrea Pollack chết vì dùng qua lút quá liều vào năm 1973. Người trợ lý điều hành của Hefner cho biết, chúng tôi gọi qua Alut là những kẻ giang hồ và đó chính là thứ mà chúng tôi đều nghiện. Bạn gái của Hugh Hefner kể lại, Hefner giả vờ không tham gia vào bất kỳ vụ sử dụng ma túy nào tại dinh thự, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Qua Alut được sử dụng trước khi quan hệ tình dục. Thường thì chúng tôi chỉ uống nửa liều vì nếu uống hai viên, bạn sẽ bị ngất. Thuốc là thứ kích thích và những người đàn ông biết rõ điều này có thể khiến các cô gái làm bất cứ thứ gì họ muốn khi quan hệ tình dục. Khi Pollack sử dụng quá liều, chỉ 3 tuần sau sinh nhật lần thứ 23 của cô vào tháng 9 năm 1973, các nhà điều tra đã tăng cường giám sát Hefner, người đã nằm trong tầm ngắm của họ nhiều năm qua. David Roban, cựu điều tra viên giải thích, cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét Playboy bởi vì họ là hình ảnh thu nhỏ của sự suy thoái văn hóa nước Mỹ. Về cơ bản, đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến chống ma túy. Mọi người nghĩ đây là nơi ẩn náu của ma quỷ và ai cũng muốn đóng cửa, dẹp bỏ Playboy. Ông nói thêm, chúng tôi chưa thể chứng minh rằng các dinh thự tàng trữ một lượng lớn ma túy hoặc là nơi chất hút ma túy. Bên trong dinh thự là những con rối của Hugh Hefner, những người làm trong dinh thự tả lại. Vào thời điểm tôi ở Los Angeles, có những ly rượu chứa cocaine. Và một người khác thì khẳng định, tôi nhớ một vài bữa tiệc lớn, nơi phòng trang điểm ở tầng dưới của sảnh lớn, bên dưới giá đựng giấy vệ sinh được trang trí công phu có một đống cocaine. Bobbi Einstein có lẽ là người phải chịu đựng nhiều nhất do sự gần gũi của cô với Hefner khi ông ta đụng độ với cơ quan thực thi pháp luật. Bobbi Einstein từng là thư ký của Hefner khi ông sống ở Chicago và là một phần rất quan trọng trong cuộc đời ông ta vì biết hết tất cả bí mật của Hefner. Bạn thân của Einstein thừa nhận rằng Einstein không xa lạ gì với ma túy. Một trong những công việc của Bobbi là luôn giữ một hộp cần sa trên đầu giường của ông ấy trong biệt thự. Bobbi Einstein bắt đầu hẹn hò với một tay buôn ma túy. Vào năm 1974, Bobbi bị bắt bên ngoài dinh thự Playboy khi cảnh sát khám xét ví và phát hiện ra một lượng nhỏ cocaine. Cô bị buộc tội âm mưu phân phối ma túy. Một vị thám tử kể lại, họ đưa Bobbi ra tòa án liên bang. Mọi người đều nghĩ thực sự có người bán ma túy ở đâu đây. Họ đã chặt đứt cánh tay phải của Hefner. Luật của bất kỳ tiểu bang nào trên đất Mỹ trong những năm đó quy định chỉ cần bán 200 gram cocaine sẽ phải ngồi tù từ 10 đến 20 năm. Phiên tòa bắt đầu vào tháng 7 năm 1974. Einstein cùng hai cộng sự khác bị kết án vào tháng 10 với bản án dành cho Einstein là 15 năm tù nhưng được tha vì chỉ là nạn nhân. Về phần mình, Hugh Hefner cho biết trong một cuộc họp báo vào thời điểm đó mọi thứ đã rõ ràng. Chính phủ đang gây sức ép buộc Einstein phải lật đổ ông và Playboy. Ông gọi đó là sự quấy rối độc đoán và thất thường. Bobbi Einstein đã nói khá rõ ràng với mọi người rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để không phải vào tù, nhưng sẽ không bao giờ lật tẩy Hefner hay bất kỳ ai trong đế chế Playboy. Lúc đó, khoảng 1-2 giờ sáng, Bobbi bắt taxi đến khách sạn Maryland rồi nhận phòng một mình, uống thuốc quá liều trước khi ngủ. Bobbi Einstein qua đời vào ngày 13 tháng 1 năm 1975. Hugh Hefner đến dự đám tang của cô. Cái chết của Bobbi được chính quyền tuyên bố là một vụ tự sát.